Sáng ngày 16 tháng 2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đến công an các địa phương để giao ban công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh An Giang có đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Sau 10 ngày triển khai quyết liệt thực hiện điện số 05 của Bộ Công an về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý gần 85.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 162 tỷ đồng, trong đó xử lý điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn hơn 18.000 trường hợp, xử lý vi phạm về tốc độ trên đường bộ hơn 16.000 trường hợp, xử lý phương tiện dừng tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới, thùng xe, chở hàng quá trọng tải quá khổ là hơn 2.000 trường hợp. Tình hình tai nạn giao thông trong 10 ngày thực hiện điện số 05 giảm cả 3 tiêu chí so với 10 ngày trước liền kề. Đối với đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023 gắn với cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 600.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 1.200 tỷ đồng, phối hợp các lực lượng chức năng khác phát hiện 850 vụ phạm pháp hình sự kinh tế ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển pháo nổ trái phép, bắt giữ 831 đối tượng, bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.